Hello chào các bạn nhá. Hôm nay tôi bị đau họng nên là tôi thấy giọng tôi rất là giống Gonzo. Nên là tôi sẽ nói chuyện với các bạn theo phong cách rap. Anh có sở thích chơi đồ gỗ không ạ? Không em ơi. Mẹ chơi đồ gỗ khó chịu lắm em ạ. Anh mặc dù là hệ mộc ấy nhưng mà anh đéo thích chơi theo kiểu cảm giác kiểu nó bị già già thì đéo nào. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nhá. Thứ sáu mẹ rồi. Nhanh nhở? Nhoáng cái. Tôi bị xoang lại các bạn ạ. Và tôi vừa tìm được một cái lọ thuốc thần kỳ xong. Vợ tôi vừa mua như là thuốc Nhật Bản ấy, thuốc đéo gì đấy. Ừ, xịt vào một cái đỡ đau hơn hẳn. Hy vọng là mấy ngày em tới là giọng tôi sẽ phục hồi lại để tôi có thể lồng tiếng để làm clip tổng hợp cuối năm nữa không. Nhưng mấy hôm ngày hôm nay tôi thì tình trạng sức khỏe của tôi nó kém quá. Ê oải vậy đấy, đéo muốn làm cái gì cả các bạn ạ. Hôm nay mấy hôm ở nhà bí bách quá tôi đéo biết làm gì nên hôm nay tôi lấy xe mang ra ngoài rửa các bạn ạ. Hít một tí gió trời luôn. Đi rửa xe sau đấy là tôi đi bảo dưỡng xe. Bảo dưỡng xe sau đấy là đéo biết làm gì cả thế tôi lại về nhà. Thề, dịch giết cái kiểu buồn vại đái ra các bạn. Mệt đéo chịu được. À, Hải Dương dịch toang quá. Ui, hôm nay tôi vừa mới đọc quả thông tin là dịch nó lên đến Cao Bằng rồi. Tôi đéo biết là có đúng hay không. Chưa thấy mọi người xác nhận nhưng mà hình như là cũng nhu nhú rồi đấy. Hôm trước là vợ chồng tôi, không, nhà tôi có thói quen là đêm đêm là cả nhà hay nằm ngồi xem TikTok với nhau. Thì hôm trước là xem TikTok thấy có một bạn có con lợn. Ui, con lợn to đẹp vãi cả đái ra. Thế thằng Tùng nhà tôi đòi mua về gác chân. Thế hôm nay vợ tôi mua về luôn để thỏa mãn thú tính của con. Đây, nhìn này. Yeah. Ui. Trông đỉnh vãi đái không các bạn? Đẹp đéo chịu được thế. Con này thì tôi không biết được là gác chân bao nhiêu lâu thì nó sẽ bị thối. Tôi hay đánh rắm vào mấy cái đồ gác chân lắm. Nhưng mà nó thích thật các bạn ạ. Nhìn rốn nó này. Có cả rốn đáng yêu vãi. Trời ơi này. Ngoáy mà vậy sâu vãi đái luôn. Thế thích vãi đái. Wow. Nhìn. Phê vậy này. Đáng yêu đéo chịu được. Ôi, có khi tôi để mẹ dưới phòng tôi luôn ấy để thỉnh thoảng anh em vào anh em cùng ôm ấp các kiểu. Đẹp đéo chịu được. Mua ở đâu á? Mua đâu để tí nữa tôi hỏi Trang Mixi cho các bạn nhá. Mua chắc mua trên mạng thôi. Các bạn cứ lên Google các bạn gõ là lợn để gác chân giống xe Mercedes. Tôi nghĩ chắc là nó sẽ ra luôn đấy. Đơn giản vậy đấy, còn giá bao nhiêu thì tôi cũng không rõ. Em đã về với đội FA anh ạ, vui vậy đái. Ừ, rồi ôi, mẹ ông chắc là cũng giả vờ vui bên ngoài thôi, bên trong chắc cũng quằn quại lắm. Đêm chắc là cũng khóc sướt mướt lắm. Thôi đừng cố tỏ ra mạnh mẽ thế em ạ. Mình hãy sống thật với cảm xúc của mình đi. Khổ quá. Làm gấu bông Missy đi à. Tôi, ngày xưa tôi cũng có ý định là tôi sẽ làm gấu bông Missy đấy. Nhưng mà tôi đang đéo hiểu được là cái logo Missy Gaming của tôi có mỗi hình cái mặt không thì tôi sẽ làm gấu bông kiểu đéo gì các bạn. Hay là tôi sẽ làm kiểu cái hình thù bên dưới nó sẽ béo béo như con lợn này, xong bên trên sẽ là cái mặt Missy, xong nó buồn cười vậy đấy ra. Sắp tới sang năm 2021 này, cứ qua Tết này đi, bọn tôi có dự án là làm cái gối ôm ấy các bạn, gối ôm hình mặt Missy ấy, đẹp phết. Khi nào có tôi sẽ show lên stream cho các bạn xem nhé. Sắp tới Valentine rồi. Ui. Ờ nhờ các bạn nhắc tôi mới nhớ, mẹ 10 ngày nữa là đến Valentine rồi đấy. À, thông báo với các bạn nha là bọn tôi đã chuẩn bị kịch bản rồi. Media rồi, có cả các bạn nữ xinh đẹp và các bạn nam đẹp trai rồi để chúng ta sẽ có một mùa Valentine với chương trình kết nối yêu thương như mọi năm các bạn nhá. Ô, thật tình cờ Valentine năm nay lại vào Tết. Thế thôi để năm sau các bạn nhá. Đéo nào nhỉ, ở Valentine nó lại trúng Tết nhỉ. Mất vui vậy đấy. Mẹ năm nay chuẩn bị chương trình kỹ như thế rồi. Thôi được rồi, để năm sau các bạn nhá. Này đéo biết bao nhiêu năm rồi Valentine nó rơi vào đúng dịp Tết đấy nhỉ. Ừ, tự nhiên anh em mình lại đéo được livestream với nhau, đéo được nói chuyện với cả nhau. Buồn cười vậy đấy. Cay đéo chịu được. Ừ, thật tôi muốn lắm ấy chứ các bạn. Thích làm mấy cái chương trình kiểu mẹ kết nối yêu thương vậy đấy. Nhưng mà đen. Ừ thôi, coi như năm nay đen, năm sau làm hoành tráng bùng lổ hơn vậy. Nay sinh nhật em mà người yêu quên có nên chia tay không anh? Mẹ thế bạc thế nhở. Đéo hiểu sao sinh nhật người yêu mà mẹ cũng quên được. Tôi đảm bảo với cả các ông luôn, ở đây cũng có nhiều ông đéo nhớ sinh nhật người yêu, đéo nhớ cả số điện thoại người yêu luôn. Tôi nhá, ngày xưa nói thật cả các ông là tôi lấy vợ tôi hơn một năm mà tôi mới nhớ được số điện thoại của vợ tôi đấy. Vãi cả đái thật. Nhưng mà đấy là không trách tôi được, tại vì trí nhớ tôi kém. Còn trí nhớ các bạn tốt thì đấy là một điều không nên các bạn. Có những cái ngày loanh quanh nó chỉ có sinh nhật của bố, sinh nhật của mẹ, sinh nhật anh em trong nhà với cả sinh nhật của người yêu. Thế thôi mà các bạn đéo nhớ được, thế là chịu, bó tay. À hôm nay thằng Tùng nhà tôi nó có nhiều cái hành động nó buồn cười đấy không ạ. Cảm ơn Khoa nhá. Cảm ơn em nhiều. Thằng Tùng nhà tôi hôm nay nó vừa tâm sự với tôi, nó bảo là bố ơi, con muốn để là tóc cũ, tại cái tóc này của con nó bị hỏng rồi. Tôi bảo ơ kia, tóc con đang đẹp mà sao lại bị hỏng được. Nó bảo là hai bên này nó bị chổng chổng ra trông nó không giống như lần trước nữa. Ơ kìa, buồn cười đấy. Nó bây giờ lớn nữa nó biết điệu rồi các bạn ạ. Nó bắt đầu nhận thức được nhiều thứ mà kiểu nhiều khi tôi còn đéo tưởng tượng ra cơ. Hoài tôi nhận được quả
quà email của một bạn, bạn ấy vẽ một cái tranh mà tôi nhớ biết là mẹ mà nên vui là nên buồn các bạn ạ. Tôi cảm thấy vui là tại vì dạo này các bạn toàn chê là tôi béo lên, nhưng mà tôi trông cái ảnh này thì có vẻ là nó tôi tự tin lên một tí, nhưng mà tôi buồn là tại vì trông nó uy tín quá các bạn. Mẹ mà email của bạn Hải Cao Việt bạn ấy gửi với nội dung là tặng anh đứa em nó vẽ. Tôi nhìn chả khác đéo thằng nghiện cả các bạn. Tôi xin lỗi nha, tôi không có ý gì đâu, nhưng mà các bạn vẽ tranh về tôi thì tôi cũng cảm ơn thôi, tại vì một bức tranh các bạn vẽ ra là cả tâm huyết của các bạn, mất bao nhiêu thời gian của các bạn để các bạn có thể tô đi vẽ lại được một bức tranh và nó ưng ý. Mà tôi tin là có nhiều bạn không phải là vẽ một lần đâu, bạn phải vẽ đi vẽ lại nhiều lần vẽ đái rồi thấy ưng vẽ đái rồi các bạn mới gửi tôi. Nhưng mà thực sự là bức tranh này trông tôi giống nghiện thật, trông uy tín thật. Không hiểu kiểu gì. Ừ. Cảm ơn bạn Hải Cao Việt nhá, cảm ơn hai anh em nhà bạn đã vẽ tranh tôi nhá, đẹp 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 đẹp. Hy vọng là tôi có thể bạn có thể inbox hay là gửi mail cho tôi để tôi gửi địa chỉ. Đấy, bạn gửi cái bức tranh này về nhà tôi để tôi sẽ treo một cái vị trí trang trọng nhất trong nhà tôi. Hứa với các bạn luôn là tôi vẫn treo. Tại bức tranh này với cá nhân tôi nó có hồn, nó có hồn vãi đái luôn bạn ạ. Tôi là hơi giống nghẹo một tí thôi. Mai em ra mắt bố mẹ người yêu, em xin anh tip để mắt làm thể hiện như nào. Ủa ơi, thực ra là mình đéo cần thể hiện gì đâu, tại vì ví dụ nha, như tôi này, nhìn vào cái phản ứng của các bạn trẻ trẻ tầm khoảng 20 tuổi là tôi bắt được luôn là đúng kiểu là thằng này nó đang giấu một cái gì đấy, homie, đấy, kiểu vậy. Nên là nếu như các bạn gặp người lớn ý, thì đầu tiên là các bạn hạ tông giọng mình xuống, làm sao để cho kiểu nó chững chạc, nó người lớn một tí. Thứ hai nữa là các bạn là mình thì các bạn phải thể hiện là mình, hiểu không? Các bạn đừng kiểu cố lươn lẹo hay là cứ cố tỏ ra cool ngầu, phông bạt làm người lớn người ta biết hết à. Tự nhiên nó thành trò cười đấy các bạn. Ngày xưa tôi mới gặp mẹ vợ tôi cũng thế, chả vấn đề đéo gì cả, tôi cứ vào mà tôi ngồi nói chuyện bình thường thôi, hỏi gì tôi trả lời đấy, xong rồi tôi đệm đệm thêm ăn lít thêm mấy câu vào, như kiểu là bác có khỏe không, bác năm nay là cháu hỏi thì không phải là bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ, ủa cháu bác trẻ thế nhở, bác có hay tập thể dục đều đều không, bác có hay đi đá bóng không, ấy, mình hỏi vậy, nói chung là cũng phải có qua có lại, mình phải hoạt ngôn một tí, có mà bảo Vương nhá, chứ đừng ngồi một chỗ kiểu sợ thế, đừng ăn thịt cháu sợ thế, kiểu thấy là ăn cướp rồi các bạn, trông nó kiểu rụt rè, nó đéo có khả năng gì gọi là che chở con gái nhà người ta cả. Đuổi mẹ khỏi nhà các bạn. Mình phải làm sao kiểu mình cứng một tí, mình phải làm sao để kiểu mình cảm giác mình mạnh mẽ một tí, làm sao để người lớn cảm thấy là mình tin tưởng được giao con gái cho đi chơi. Ừ. Tôi sau cái đợt nha, tôi gặp mẹ vợ tôi một cái là ngày hôm sau tôi đưa vợ tôi đi chơi thoải mái các bạn. Bình thường là cứ 9 giờ tối phải về rồi, nhưng mà từ ngày tôi gặp nhà vợ tôi một cái là cứ 9 giờ 15 tôi đưa về, chả ý kiến gì cả. Đây rồi. Phải không nhỉ? Tết là phải vui, đúng mẹ rồi. Chuẩn mẹ rồi. Hôm đóng này tôi đang bị ốm không ạ? Mẹ tôi hơi bị xỉu đến lúc trưa, tôi bị ngất một lúc. Ê, phải đi, mẹ ekip phải đi mua thuốc cho tôi uống, khổ đéo chịu được. Thế tôi đéo hiểu tại sao mẹ có thể chọn cho tôi một cái trang phục trông nó tèo đéo chịu được luôn ấy, xong rồi cái dây chuyền lòi mẹ quải cổ đéo ai nhắc cả. Bực thực sự. Cán bộ về làng. Cán bộ lòi mẹ dây chuyền ra khỏi cổ. God damn, nó cái tiếng vượt qua thật quá đen. Một tư nhiên là suy thành hot trend. Cũng là giò nợ, thanh niên đi làm chìm trong lo sợ. Lấy đâu ra tiền để cho vợ. Năm nay thưởng thấp không có tiền sắm Tết. Về có tưởng mất mấy lần bị mắng chết. Khép lại cả một năm bằng một cái kết rất xui. Tết này không được như Tết rồi, một cái Tết mất vui. Tết là phải vui, là phải phấn chấn lên. Bỏ lại chuyện cũ nghĩ nhiều lần gần thêm. Vượt mọi thử thách bằng ý chí cứng cỏi. Bắt đầu năm mới với tinh thần hứng khởi. Chúc con siêng năng để mang về chiến thắng. Ghi điểm năm mới với thật nhiều niềm vui. Tặng chữ thịnh vượng để gặp nhiều may mắn. Tặng chữ lên hương để không gặp điều xui. Tết làm phải vui, quên đi chuyện năm cũ. Đón xuân cùng Tết làm phải chơi mà chưa chi không mình. Từ lâu đã có vị pha rồi cùng ta chào một năm mới. Không sợ tốn gì, còn được ly gì. Vậy thì mình cùng chơi đi chơi chi. Chơi thôi nào, vui là vui là vui. Eo ơi! Được rồi! Mẹ tại sao nhảy lại trông như con đười ươi thế này? Mẹ ơi, tôi đã bảo rồi. Mẹ, cái này nhá, để tôi tâm sự với cả các ông trước. Là cái bài này khi mà gửi kịch bản tôi là đéo có đoạn nhảy. Tôi đéo đọc thấy cái đoạn là tôi sẽ phải nhảy. Thế là ok, đơn giản vậy đấy. Tôi đéo phải nói mà. Cứ đi diễn đéo phải thoại là tôi thích rồi các bạn. Mẹ, thế là tôi chấp nhận luôn. Ok, đi luôn chứ, đi luôn. Mẹ hôm nay đến phát là bây giờ mới có một bạn nữ và ơ kìa, sao trông em quen thế nhở? Bảo anh hôm trước em vừa mới dạy nhảy anh bên Liên Quân không? Thế hôm nay cũng nhảy à? Đúng anh, tí nữa học nhảy. Thế là thôi, mẹ người ta dạy nhảy với tôi và các bạn đây, kết quả đấy các bạn. Trông tôi khác đéo gì mẹ một khúc gỗ đang nhảy không? Chơi tôi nào, vui là vui là vui Tết. Chơi tôi nào, chơi là hết Tết. Đã có FIFA rồi.
gói một quẻ xem Tết này còn được bao nhiêu tiền lì xì. Chắc chắn là ít hơn nhiều năm ngoái khi mà tay bọn Toàn được đến theo một cách thật là liền tù ti. Con sợ mâm cơm không đủ, đây không đôi nào mới trong tủ, dây không đi du lịch không ngủ, ngay con cũng muốn bói để năm cũ quấn gói. Muốn giải hạn thì cho thầy xin hai củ nhá. Tết là phải vui, là phải phấn chấn lên, bỏ lại chuyện cũ nghĩ nhiều lần cần thêm, vượt mọi thử thách bằng ý chí cứng cỏi. Ngày đẹp dai vết nhở. Đầu năm mới với tinh thần hứng khởi, thầy tặng con chữ để năm mới ghi bàn, tặng thêm thăng hoa để bay cao free farm, tặng chữ bứt phá để giành về chiến thắng, cả năm vui rộn rã và may mắn huy hoàng. Tết là phải vui, quên đi chuyện năm cũ, đón xuân cùng Tết là phải chơi mà chơi chi không mệt. Đừng lo đã có free farm, rồi chúng ta chào một năm mới. Trời ơi! Đéo thể chọn cái cảnh nó đẹp hơn được tí hả anh Tiến? Chúng mẹ mình khắc đéo để vượt bắt muỗi không? Chưa chi không mình, từng lâu đã có phi pha. Rồi chúng ta chào một năm mới, không sợ tốn gì, còn được lì xì. Vậy thì mình cùng chơi đi chơi chi. Quà kìa, quà nhiều quá. Chơi thôi nào, vui là vui hết. Chơi thôi nào, chơi là hết mất. Đã có phi pha rồi, chúng ta chờ một năm mới. Không có tốn gì, không được liệt gì. Vậy thì mình cùng chơi đi chơi chi. Chơi thôi nào, vui là vui hết. Chơi thôi nào, chơi là hết. Tôi nghĩ chắc là đây cái quảng cáo cuối cùng tôi đóng mẹ trong đời này luôn các bạn ạ. Thề mẹ từ ấy đéo đi đóng quảng cáo nữa đâu. Nó cứ thế đéo nào ấy. Như kiểu mẹ đéo hợp lứa tuổi của mình. Kiểu đéo gì bực thực sự. Mọi người hãy cùng nhau tham gia sự kiện Tết Tân Sửu của FIFA Online 4 để nhận rất nhiều phần quà hấp dẫn tại tết.f4.gana.vn. Từ ngày 5/2 cho đến 18/2. Chúc mừng năm mới. Các bạn nhá. Các bạn nhớ vào tết.vivaonline4.gana.vn để tham gia và nhận rất nhiều phần quà hấp dẫn từ ngày 5 tháng 2 đến ngày 18 tháng 2, 24 Tết đến mùng 7 Tết các bạn nhé. Một like đâu nhỉ? Tiến Minh, mẹ producer Tiến Minh. Chơi chọn Tết vui, khui qua tuyệt đỉnh, cơ hội sở hữu miễn phí thẻ 21 TOT, icon và hàng ngàn FC dành cho toàn server. Tham gia ngay tại tết.vivaonline4.gana.vn từ ngày 5 tháng 2 đến ngày 18 tháng 2 năm 2021. Mẹ giọng thằng Khôi mõm, phải không nhỉ? Đúng rồi, giọng Khôi mõm. Bảo tàng áo dài. Mẹ, hôm trước tôi kể nhỉ, cho các ông kia nhỉ. Tôi đi từ khách sạn, bọn tôi ở quận 1, ở đường Sương Ánh Nguyệt hay Sương Nguyệt Ánh nhỉ, tôi đéo nhớ lắm. Đi ra cái điểm quay này, các ông biết bao nhiêu tiền không? 700.000 tiền taxi. 700.000 tiền taxi, khác đéo thì bọn tôi ở ngoài miền Bắc này đi Đồ Sơn chơi biển đâu. Đéo hiểu, mẹ xa đéo chịu được. Ngủ được hai giấc con mẹ rồi vẫn thấy xe đang đi và đéo hiểu đang đi đâu. Mà chui ở đây lơ ngớ bị lạc đường ấy các bạn. Trong này nó có một cái bảo tàng, người ta gọi là bảo tàng áo dài. Vậy đây, lần đầu tiên tôi nghe luôn đấy. Sợ vậy đây. Cái chỗ này là cái chỗ quay ăn lăng hay quá trời nè, xong rồi là quay cái MV của Jack này. Tôi đến đây tôi mới biết, tôi mới nhận ra là mấy cái MV cổ trang người ta hay quay ở đây. Đến lúc tôi đến rồi thì mọi người trang trí đèn bị lớn. Lúc tôi đến thì mọi người trang trí xong hết rồi, nhưng mà trông đấy, trông không khí Tết vậy đấy không các bạn? Nhiều nhớ nhà vậy đấy. Quang mập này ngày xưa tôi đi quay gặp lần đầu tiên là ở cái MV Cô Đơn Vẫn Muốn Về Nhà của anh Siro. Là tôi làm việc Quang Mập, đáng yêu phết. Dùng cuốn từ điển luôn. Bây giờ 3 ngày. 3 ngày. Đấy các ông nhìn không? Cứ mỗi lần nhá, vào một cảnh quay, quay được đâu đấy khoảng 2-3 giây đưa lên trên hình. Mà cứ phải set up từng tí một như này. Từ bối cảnh cho đến ánh sáng, cho đến các thứ. Khổ vậy đái luôn. Mà quay chỗ đẹp phết nhờ. 3. Ôi cầu này là cầu tõm đúng không? 2-1 action. Hehehe.
Ở đâu trông tôi vẫn gầy vậy đái ra, ông nào bảo tôi béo đấy, trông vẫn thon lắm. Cán bộ về làm, cán bộ về làm. Này, công này, chính ra đít tôi mẩy phết nhở, trông kiểu uầy. Ngon vãi đài. Làm gì đấy anh? Anh Đỗ, anh làm gì đây? Mẹ mày nằm cái đống rơm là khó chịu vãi đài không ạ? Tôi gặp ông đạo diễn tên là gì nhỉ? Quân hay sao nhỉ? Ừ đúng rồi, như tên là Quân hay sao, hình như là anti-fan hay sao các bạn. Đéo hiểu, một cái động tác nằm rơm mới cứ bắt tôi thò lên thụt xuống suốt khoảng 15 phút. Ngứa người. Cay không dám nói. Tại vì lúc ấy là đầu buổi các bạn, mẹ nói nó còn hành cho nữa, sợ lắm. Tí nữa là tôi mà thấy mặt đạo diễn tôi chỉ Few moments later. Thế tôi vẫn bị cái kiểu là tôi thể đọc được lời mà thằng Gonzo nó rap nhanh chịu được. Thế là cứ phải quay đi quay lại cái cảnh mà nhép cái lời nó khó chịu vãi đai luôn. Tôi vẫn nhớ ấy các bạn, đến khi mà quay xong rồi về nhà rồi tôi mới thuộc lời các bạn. God damn, năm Canh Tí vừa qua thật quá đen, một tên như là suy giành hot trend cũng là do nợ. Thanh niên đi làm chìm trong lo sợ. Lấy đâu ra tiền về đưa cho vợ. Đấy, về nhà mới nhớ, lúc đấy đéo thể nhớ được. Mà may quá đạo diễn băm nhỏ ra là tôi đỡ khổ. Yeah. Hôm nay chúng ta sẽ quay một cái MV Tết giữa một sự kết hợp giữa Gonzo và FIFA Online 4. Gonzo và FIFA Online 4. Mẹ à bị giọng. Viêm họng uẩn sinh. Tao thấy mặt mày rồi thằng Quân. Mẹ mày. Đây rồi thằng Quân. Thằng bắt tôi bỏ rơm này. Tôi nhớ mặt nó thế. Nhớ cả đời luôn. Hôm nay kiểu thời tiết kiểu gì nên là bị sốt không ạ? Mẹ hình như là tại lây của thằng Gonzo qua hay sao. Sáng ra tôi thấy nó sụt xịt là tôi nghi mẹ rồi. Thế là tôi vừa mới đứng ó cái là nó ngất mẹ luôn. Dạ. Flashback. Suối nửa chai đi Thúy. Lấy nửa chai nước suối thôi. End of flashback. Quay. Úi giời. như khỉ ăn ớt vậy. Alo. Quang ơi, Quang ơi. Quang ơi. Alo. Ở đây nó bình thường rồi này. Alo. Ông Tiến ông bấm nhầm vào nút record. Xong rồi nó cứ kêu sạt sạt. Ông ném mẹ sạt rác đi. Ông ném vào nó lại bật vào đúng nút play. Thế nó cứ cọt mãi. Kiểu tôi nhìn ông ấy cục quá, tôi ngứa mắt ấy. Thế là tôi record cái anh Tiến ơi, tôi cứ vứt mẹ ở góc ấy cho ông đi tìm. Buồn cười quá. Vui lên nào, vui lên nào. Ok. Mẹ thằng ấy. Ô
Người của Galena đấy các bạn ạ. Mẹ thấy bọn tôi nhảy chán quá hay sao, nhảy vào nhảy cung. Bảnh đéo chịu được, thằng Hiệp béo. Nhưng tập nhảy ổn không anh? Ổn em ạ, mẹ mà chưa tập được cái gì đã bắt quay mẹ rồi mà sợ đạo diễn chửi. Khổ đéo chịu được. Mình thì không có năng khiếu bộ môn này lắm, nhưng mà được cái là mình có khả năng cảm nhận nhịp điệu từ rap, thế nên là cũng được. Công chuẩn bị xem tôi quay đúp nhảy khoảng 20 lần này. Mẹ à, mà nhịp khủng bố vậy. Đâu lê. Đếm rồi, đếm. Tôi sợ nhất là cái cảm giác kiểu làm mất thời gian của người khác ấy. À, chỉ nhớ tôi đã kém rồi, cho nên là thoại mà dài quá là tôi sẽ đéo giờ tôi dám nhận. Tại vì tôi sợ là tôi đéo thoại được, đéo nhớ được, xong rồi tôi cứ phải làm đi làm lại. Thế người ta việc quay đi quay lại, xong cả ekip sẽ phải chờ tôi. Đấy, lý do chính mà tôi không muốn nhận những cái vai nào nhiều thoại như thế. Kể cả nhảy cũng thế các bạn, tôi đéo nhớ được động tác. Khổ vai đái, với cả là cái não của tôi nó đéo cảm thụ được nhịp điệu của âm nhạc. Mẹ em đến đoạn nào nhảy đến cái động tác nào tôi đéo nhớ được. Thế nó mới cay cơ. Mấy đông anh? Sau 20 lần đéo nghĩ được là nhảy lần. Nó khó đấy. Này, tôi tưởng là thằng Gonzo nhảy kinh lắm, hóa ra nó đéo biết nhảy không ạ. À. Tôi tưởng được mỗi cái mồm lắm. Thôi, mà nó chỉ rap được thôi, đéo biết nhảy luôn ạ. À. Tôi tưởng là mấy thằng rapper nó nhảy ở kinh lắm cơ, vào hóa ra ông đéo biết nhảy, ông nhảy còn kém hơn mình. Một người đang tập nhảy đấy không ạ? À. Vui vậy. Nói chung là đã quay được khoảng tầm 12 tiếng rồi. Thì bây giờ mọi người đang khá là mệt và đói, nhưng mà phải tranh thủ thôi, bởi vì là thời gian thì có hạn. Nên là chúng ta thì đều muốn là một cái sản phẩm nó thật sự hoàn thiện và ok nhất. Nên là mọi người vẫn đang tươi cười và cố gắng để hoàn thành rất là tốt cái shot này. Yeah, thế nên là các bạn hãy đón xem cái MV này ở trên kênh chính thức của FIFA Online 4 Việt Nam nhá. Nó nói chuyện, mấy thằng rapper nói chuyện nó cứ phải là có nhịp điệu, nó cứ phải là chật chật như thế này các bạn. Nghe kiểu này, anh trúng 1 tỷ đấy. Thế là Tết là anh có bánh chưng ăn rồi. Đùa chứ anh em cũng hãy đón chờ và cái sản phẩm này trên kênh YouTube chính thức của FIFA Online 4 Việt Nam nhá. Và anh cùng đón chờ một sản phẩm thực là chất lượng để đón chờ với lại sự kiện của FIFA nhá. Tôi vừa lấy được cái thẻ icon nữa không ạ? Chắc chắn là cái thẻ này mở ra backcam luôn nhá. Tí nữa quay stream tôi mở. Ok kìa. Cái đéo gì đấy? Sao cắt được một tỷ. Cắt được đi, tí người ta bắt mở sao? Bê. Oh my god. Mà ta còn 3 cái thẻ mẹ TOTY này. Các bạn nhớ đón xem clip nhá. 3, 2, 1, action. Rồi tôi nói vui vẻ nè. Vui lên em ơi. Cầm đây, cầm đây, cầm đây. Chơi nhá, nhớ chơi nhá. Hãy cố gắng. Happy New Year. Được về sớm đi bà con ơi. Cụt ngủn thế, mẹo đang cuốn mà. Thằng bao nhiêu phút đấy nhở? Này lần sau mà Sơn nhỏ mà rút kinh nghiệm, anh em làm clip behind là bình thường phải làm khoảng 1-2 tiếng thì các bạn xem cho nó đã. Nhưng các bạn hiểu là anh em phải vất vả như thế nào thì mới làm được ra một cái clip quảng cáo như thế chứ. Mẹ mà làm đâu, làm có 8 phút anh em xem chưa đã nhở? Xem mè có clip mới á. Kiểu mình xem xong clip rồi bắt đầu mình bị lười nói ấy. Ui, 13 phút. Xoài vlog. Ủa, đây là vlog của Xoài mà có phải vlog của Seme đâu đâu. Đúng mẹ rồi, đúng clip này mới nhất rồi. Rồi ok, chúng ta cùng xem mẹ clip của Xoài Non đi. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại video này của Xoài Non. Hello Xoài Non. Ngày hôm nay thì sẽ là một video mà Xoài và Hiếu về thăm gia đình bên ngoại nhà mình. Ui, mẹ Xoài lên hình trông béo phết. Thì, trông video này được phết nhờ. Sẽ giới thiệu cho các bạn. Ngoài đời trông hơi gầy các bạn. Những cái nơi nào mà có rất là nhiều kỷ niệm của mình nha. Thôi đi vào thôi.
Mẹ mày lợn ăn thịt lợn. Cái căn nhà này nó đã được sửa sang lại rất là nhiều lần rồi. Tại vì nếu mà để về nguyên thủy của nó thì nó sẽ rất là cũ. Nhưng mà để nguyên thủy, về nguyên thủy thì chắc là nó mẹ toàn đất đá. Những cái cánh cửa này thì vẫn giữ lại hết. Về tận nguyên thủy luôn. Múa quanh cửa luôn. Đây là hình ông ngoại mình. Còn đây là bà ngoại mình. Bạn bà ngoại chào mọi người đi. Hi mọi người. Hi mọi người. Bye bye. Còn đây là trong đây có một cái buồng, đây mình sẽ bật đèn lên. Đấy, quê nó cũng gọi là cái buồng nhá các bạn. Trước tôi bảo với các bạn rồi là cái phòng ngủ, có bao giờ các bạn gọi là cái buồng không? Các bạn bảo là đéo, anh chỉ có ở quê anh mới gọi thế thôi. Đây này, quê con xoài nó cũng gọi là cái buồng nhá các bạn nhá. Đèn đâu quê nhỉ? Tôi cũng gọi là cái buồng, buồng ngủ đây. Các bạn ạ. Ngày xưa tôi xuống dưới Hà Nội tôi phải tập làm quen với câu chuyện là cái buồng nó sẽ trở thành cái phòng các bạn. Còn bên ngoài đây thì nó sẽ dành cho khách, khách đến hay là mấy gì đến ở, hay là mình về nhà ở thì mình sẽ ở đây. Nhưng mà mình cũng không bao giờ nằm ở đây, mình chỉ nằm võng thôi, mình thích nằm võng. Đây chiếc võng huyền thoại của mình. Nằm đi em, đúng rồi, đung đưa khoảng 1000 lần xem nào. Đung đưa thật. Chơi vậy đấy. Bây giờ mình sẽ lên lầu ha. Thịt nướng, đi qua đây. Ủa, thịt nướng. Tôi về quê vợ tôi ở Vĩnh Phúc ấy cũng hay có trò thịt nướng ngon vãi trưởng các bạn ạ. Sao thấy ngon không? Ngon quá. Ngon quá. Cắt chết. Cái thịt nướng này ngon nhất là khi kiểu vừa nướng vừa ăn ấy các bạn. Ăn vụng luôn ngon nhất. Mình sẽ lên lầu. Không ăn giọng không? Thích nhở? Thằng Hiếu đéo mang flycam đi bay nhở? Lên má lắm á. Clip bao nhiêu phút đây? À 13 phút thì đéo đâu. Nếu như mà thằng Hiếu nó mà mang flycam đi bay nhá thì clip này phải dài khoảng 45 phút các bạn. 13 phút là xoài nó quay đi nói thôi, còn khoảng hơn 30 phút nữa là thằng Hiếu nó sẽ bay flycam. Nói chung là nhà Trang vừa mới được sửa lại vào khoảng tầm 1 năm trước thì được sửa lại hết. Nên thành ra là nó bị thay đổi khá là nhiều. Nhưng mà mình rất là thích cái không gian mà ở trên đây bởi vì nó thoải mái. Mọi người thấy cảnh đóng MV không? Dù là cuộc sống của Trang bây giờ nó kiểu ở trên thành phố thì nó khá là tấp nập. Nhưng mà bản thân Trang thì Trang luôn cảm thấy thích những cái cuộc sống yên bình như ở dưới đây hơn. Còn đây là bếp. Nhìn... Bếp ôi. Có một cô nàng. Cô nàng Quyến Rũ. Quay qua chào mọi người đi. Chào mọi người. Đây là mommy của mình. À mẹ Trang à? Đây. Trẻ chưa? Đây là bàn ăn nhưng mà không bao giờ ăn ở đây. Tại vì ở quê mình hay có phong tục là ăn sẽ trải chiếu xuống dưới đất để ngồi ăn. Kiểu như là ăn cơm dưới đất ấy. Nói chung là sống kiểu phong tục người Bắc hồi xưa. Tại gia đình mình là người Bắc mà. Giống quê vợ tôi. Toàn trải chiếu trước thềm nhà xong ngồi ăn đấy, vui vậy đấy. Còn đây là nơi rửa chén này. Còn kia là phòng vệ sinh. Còn đây là phòng tắm. Đây, như mình nói đây này. Mình nói các bạn hồi đấy á, thì sẽ bơm nước ở trong cái đây này. Nó là một cái giếng trời luôn. Là nó sẽ đổ nước đầy cái này luôn. Mỗi lần tắm thì sẽ bơm nước vào đây. Ở dưới quê thì hồi đấy người ta sẽ là như vậy. Sao lại gọi còn là cái là giếng vườn trời thì, à, vườn này thì hay nuôi gà. Đây, đây là cây chanh thì phải. Đây là cây chanh này. Mọi người nhìn ui, cây chanh cổ thụ to thế. Mẹ quê tôi nó thật cả các bạn, cây chanh chỉ cao mẹ mà bằng rốn là hết mẹ rồi đó, nó mọc ra quả chanh mẹ, sao cây chanh đéo thế mẹ, to thế nhở? Đây thì mình không phun thuốc thì nó chanh nghìn năm tuổi. Chanh tinh. Hồi đấy có một cái chuồng gà ở đây này nhưng mà bị cho rồi hay sao? Ở đây trong đây là cái gì ta? Đây để em vô coi biết điện gì. Này đất này là ở quê đất nhà là rộng phết đấy các ông ạ, à, đừng đùa. Chỗ nuôi gà. Hồi đấy là nhà nuôi gà nhiều lắm, hồi đấy là nuôi đợt ông bà ngoại 1000 con gà, 20 con đấy. À 20 con. Xong rồi đi xong một đêm về nó xuất hết 20 con luôn. Hôm bữa. Cái hôm mà về đám cưới chị Hai đấy, xong rồi sau một đêm bà ngoại đi cái ông ngoại ngủ ở nhà nó lấy hết 20 con đi luôn. Mẹ trộm khéo nhở, mẹ trộm lấy đéo mẹ lấy được 20 con gà một lúc là đỉnh vào đài luôn đấy. Bắt con gà. Thôi, giờ là ông nhìn rộng như này chả thả được 1000 con gà. Không được, em ghét gà lắm, chỉ cần ngửi mùi gà em mắc ói rồi. Cái này, cái chôm chôm này, thấy không? Ôi gà kìa. Thôi không được. bắt gà. Thôi con sợ lắm. Thôi, thôi dơ lắm. Ôi hiểu lợn để vào bắt gà. Yeah.
con chỉ đi ké thôi chứ con không ôm đâu. Mẹ kiểu cảm giác mấy con gà này, công mẹ tưởng tượng cái sân rộng vãi đái nha, mấy con gà như kiểu đang chơi trò chơi sinh tồn này, Battle Royale ấy nhở, đứa nào sẽ bị bắt trước cái bắt dần dần trong kiểu bo nó vào ấy đấy, ba ông kia là ba vòng bo đấy, heo á. Sợ vãi đái. Bây giờ còn heo là em sẽ cho anh vô ở chung với nó. Hồi đấy ở dưới quê nó hay có mấy cái kiểu như là cái chòi bé này chỉ để nấu ăn á. Ui quả là tuổi thơ vãi đái nhở công nhở. Mà đúng kiểu bếp củi như này luôn. Cái bếp củi này nấu cơm mới gọi là ngon này. Thơm và đài luôn. Hồi đấy mọi người hay đốn củi ở nhà thì bây giờ vẫn giữ cái đốn củi này. Ui cái này gọi là cái kiềng đấy. Không biết cái kiềng không? Đây này, đây là cái kiềng đây này. Đỉnh vậy đài luôn. Ui quả bếp than này mà nhét củ khoai lang vào 30 phút sau mang ra ăn thì Cái này là để đun nước sôi khi tắm. Tại vì hồi đấy thì nhà không có bình điện nước. Ờ đúng rồi, ngày xưa ấy đun nước sôi một ấm này là một người tắm này. Cũng sẽ đun nước sôi cho em tắm hết. Tại vì kiểu như là vẫn giữ cái nét này á, để cho nó cảm thấy gia đình ấm cúng á. Với lại là em cực kỳ thích cái không gian này luôn. Bình thường á, thì sẽ vẫn nấu đồ ăn. Vào ngày Tết á, thì sẽ vẫn nấu đồ ăn ở đây. Còn ở ngoài đây á, thì vào ngày Tết á, khi mà nhà mình mà làm bánh chưng á thì sẽ để củi như ở trong đây nè, xong rồi đốt nồi bánh chưng rất là to, nồi bánh chưng phải to như thế này nè. Là Tết năm nào ông ngoại mình cũng sẽ nấu bánh chưng thì bao giờ cũng sẽ đem vào đây để có thể đun phải 12 tiếng. Vào khoảng tầm vào 3-4 giờ sáng á thì họ đun bánh chưng mới xong, mình cảm giác mình mở cái nồi bánh chưng ra để mình lấy cái bánh chưng xong rồi khói nó sọc lên. Mình cảm giác mình thấy mình thích cực kỳ, kiểu như háo hức. Lần đầu tiên mà mình được làm, mình cảm thấy mình thích cái bánh chưng nó như thế nào. Sẽ là một kỷ niệm rất là đẹp trong cuộc đời của mình. Kỷ niệm đẹp. Sao bác? Ăn đi. Sợ nóng rồi. Không, vừa ăn mà. Vừa ăn luôn. Cái thằng này ăn từ ngoài thềm cho đến ra ngoài vườn nhỉ? Chúng cần cù thì ra đất, cù ăn ngay. Wow. Ngon. Mẹ nó ăn đéo gì nó chả khen ngon. Tôi chơi thằng này mấy năm rồi tôi chưa bao giờ thấy nó chê một cái gì cả các bạn ạ. Có một hôm tôi với cả nó đi trung tâm thương mại ở Landmark 81 sang vậy đấy. Thế là sau khi anh em đi khoảng 7 vòng quanh cái trung tâm thương mại đấy, đéo tìm được một cái đồ gì ăn cho nó lạ mồm này, thì nó rủ tôi đi ăn đồ Lào. Có một quán đồ Lào tên là Khao Lao hay là tên cái đéo gì đấy. Thế là bọn tôi quyết định gọi đâu đấy khoảng 2 thằng gọi đâu đấy khoảng 5 món. Toàn là món Lào lạ vãi cả đái ra, trong đấy có 2 món tôi ăn được và 3 món tôi đéo thể nuốt được. Tại vì cái vị của nó mẹ ngái mồm vậy đái, quay ra thấy con lợn này nó ăn hết. Tiết kiệm, mày phải tiết kiệm, mày phải ăn hết đi. Phân nấu nướng và đam mắc. Thế là ba con mình ăn mấy ngày ra được. Cá viên chi? Ba không chuông con. Cá viên chi? Ơi! Con cá viên chi ơi! Đi! Ui, wow, có quả sân bóng ấy, đẹp vậy đấy. Hello. Ăn không? Không ăn hả? Ôi, bé trông bé. Ăn không? Chú mua cho. Mang luôn. Không nha. Đẹp. Kiểu trông chú giống quái vật lợn quá nên là bé nó bị sợ ấy. Các bạn nhìn cái ánh mắt kiểu nó kiểu đúng kiểu sợ sệt vãi cả đái luôn ấy. Chú ơi, chú đừng kiểu mời con ăn nữa, trông chú kinh vãi. Bé mua mấy cây. Nghe sợ. Wow, trông thích nhờ. Quả bò viên này thả vào mì tôm ăn cũng chất lượng mà đấy không? Con đi đất đâu đây? Lại đi nữa. Ba ơi. Xong tí nữa hai vợ chồng có ra đà bóng luôn không? Con đi qua với. Ba mất tiêu rồi. Ba đợi con với. Bây giờ em thử giả bộ em nắm tay anh. Cùng anh băng qua đó lại gì? À, đau bụng quá. Cái này là hạt điều này, thấy không? Cái này hạt điều này. Ôi đây hạt điều nó ở như này à? Ủa, bé giờ tôi biết là hạt điều đó, hạt cây hạt điều như này luôn ấy. Ơ rau ngót đấy. Không phải nhà mình hả? Nhưng mà mình chắc đúng rồi, nó là rau ngót đấy. Ui có lá đéo gì mẹ, trông giống lá gì thế nhở? Mỗi tội là nó trắng ngon, nó không đâu. Có gai thôi. Lá đu đủ trắng à? Trắng ngon ấy. Ô kìa. Lẹ đi ba. Trong đây còn quả này, ba, nguyên một cành bự luôn. Con có làm gì đâu.
Đây ba lệ. Ngại quá. Hai vợ con đi hái dâu ngót. Không phải đi hái dâu ngót đâu, đi tỉa trộm dâu ngót người ta. Ba đây. Ui, các ông biết hoa này hoa gì không? Tôi chắc chắn với cả các ông luôn, nhiều người đéo biết đây là hoa gì luôn. Đây là hoa dâm bụt. Mẹ, hoa dâm bụt này các ông rút đúng cái cọng ở giữa này ra này, các ông nhìn thấy không? Cái cọng dài dài ở giữa này không? Không rút ra xong các ông ngọt vai đái luôn như đường ấy. Ngọt đấy. Thì ba ăn trộm mà. Quay clip lên là quay những hai con đi hay trộm. Quay quay. Sao vậy? Trông anh tính làm cái gì đấy? Bẹ bẹ bẹ. Giò giò giò. Em mét ba này. Quả giò này mà rán lên với cả nước mắm thì mà phải ăn được 7 bát cơm. Sao ăn đi xong mà trả lời xem ngon không? Anh nên xin lỗi ba mẹ và tất cả cô chị chú bác đi. Bởi vì sau khi tung video này lên mọi người sẽ thấy điều đấy. Xin lỗi ba mẹ. Đây, công để ý này. Đầu đằng xe me giống kiểu cây xà lách vậy đấy không? Không, không phải xà lách mà giống cái cây gì nhỉ? Cây đéo gì mà mẹ mà nó ấy lên mà người ta hay thái thái ra để xào với cả mẹ ruột gà nhỉ? Cây đéo gì nhỉ? Súp lơ! Đúng rồi, đầu giống súp lơ vậy đấy luôn. Mỗi tội là đéo phải màu xanh thôi, không? Y hệt luôn. Ông bà. Ờ, súp lơ, đúng rồi. Tự đi ra mà lấy. Thôi. Thôi anh hư lắm nha. Không được đâu. Ui, chọn miếng to thế. Đéo hiểu giảm cân kiểu gì. Ba mẹ em không nhận. Làm sườn ngon thật. Đấy, 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 để con. Này. Để con. Cho mắt ăn nướng Uber rồi đấy. Sẽ có nhiều ông lại bảo đây là ăn nướng rồi mà xem này. Chắc chắn với cả ông luôn. Thay bây giờ ở trên Hà Nội chỗ phố cổ ngay dưới gầm cầu ấy. Đi ăn nướng đi chúng mày ơi, nhắn tin tối nay đi ăn nướng đi, ok đi, đi ra ngoài cho ăn rán các bạn. Bực vãi đái, đây là rán, đéo phải nướng. Đây Hà Nội hay lót thêm quả giấy bạc vào nữa cơ. Bò nè, đâu bò nè đâu. À đang đói. Cậu thấy con có uống chưa không? Cậu có thấy con nữ cung da trắng không? Cậu có thấy con nữ cung da trắng không? Thế sao cậu? Quá giỏi. Quá giỏi đây con... món này nữa. Con biết không? Cho ít vào, cho con... nửa thôi. Con ngại á, cậu đừng khen. Đưa về cô nhỏ. Ít thôi, còn đến lần sau. Này, cái đéo gì mà cho hành tây vào nó cũng bị ngon đấy nhở? Mỗi tội ăn nó hơi hôi mồm một tí, cả nó hôi tay vậy đấy các bạn. Nhưng mà ngon, tôi thích ăn hành tây vậy đấy. Thịt lợn mà xào với hành tây nhá, chỉ cần xào với đúng hành tây thôi các bạn. Ăn 7 bát cơm. Đấy lại còn thịt bò nữa chứ. Oh my god. Này, đúng là thiếu sót nếu như đéo có bát cơm trắng nhỉ. À, ghê chưa, ghê chưa. Chết người. Đéo mất nhỏ. Về được cậu nhỏ. Đây đâu rồi con? Đúng đời. Sao canh rau ngót ngon không? Nãy đi trộm mà. Anh thì mới đi trộm không? Đồ quê à? Chất lượng cát à? Đúng rồi. Nhưng mà đéo hiểu nó giảm cân kiểu đéo gì nhỉ? Tươi đúng không? Tươi không có bị giống như trong Sài Gòn. Ăn thì nó hơi... Đây ta còn mua kiểu xuất thị những mua cống nghiệp nữa. Đây tất cả những mới có là mình ăn đây là mình mới hái. Hái trộm. Ngoài kia luôn. Nói rõ cậu hái. Mẹ, thế thằng này ăn nhiều vãi lìn ạ. Ui. Mẹ, mày đã ăn như thế này rồi lại còn có cả rau thơm. Ở đây có ông nào bị nghiện cái rau mùi này không? Thế tôi ăn cái đéo gì tôi cũng phải cho rau mùi, kể cả ăn sống cả. Mẹ, mày ăn chín, ăn mì tôm. Ăn nướng mà đéo có cái rau mùi này thì thôi. Con thấy hơi ít mơ đấy. Mà cái rau mùi này ở quê thơm mà đá nhá cậu. Ra vườn giặt vắt rửa vắt ăn luôn. Thêm miếng nhá. Cái này cho nhiều bơ ăn ngon mọi người ạ. Như các bạn cũng đã thấy thì đây là bữa cơm gia đình của gia đình mình ở dưới quê. Nói chung là ấm cúng mà mọi người luôn ngồi quây quần với nhau để ăn ở đây. Hey, mình nói các bạn đây là nhà mình hay trải cái chiếu này ở ngoài đây để được ăn chung với nhau. Đấy, đơn giản nhưng mà ấm cúng. Đó là những cái điều mà Trang rất là thích và Trang luôn trân trọng những cái điều này.
giết người. À, chắc là chị em sẽ xin chúc cái video. Mặt mẹ mà con lợn này buồn ngủ lắm rồi, tôi thề cả các ông mẹ, tí nó quay xong cả ngất ựa cái mẹ mà ngủ đến tận sáng mai luôn. Đây, trưa mai luôn đấy. Có cái video này. Mặt ăn no, mặt đây, ăn no. Sống cụ Trang và Trang muốn đem điều đó đến cho mọi người. Và mong mọi người người coi video này thật là enjoy và nói nhanh chồng em đi ngủ em ơi. Mong là mọi người hãy ủng hộ Bơ và Xài nha. Love you mọi người. Love you. Hiếu chỉ chờ. Hello, bye bye các bạn, mình đi ngủ đây. Thế là sao? Bye. Hay. Ừ. Thế này mình